Thưa quý vị và các bạn, có lẽ với nhiều quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi, thì có những người sinh vào thời kỳ những năm 70, những năm 80 và nhiều người biết tới nhóm nhạc huyền thoại mang tên Michael Learns to Rock. Quả thực đây là một cái tên đã quá quen thuộc và gắn bó với hầu như là tất cả người trẻ Việt cho đến thời điểm hiện tại. Riêng tôi thì đã từng một thời là một fan của nhóm nhạc này và chưa bao giờ một lần bỏ lỡ lịch chiếu các ca khúc của nhóm nhạc này ạ. Và tôi có rất nhớ một sự kiện, đó là vào năm 1997 thì bốn chàng trai của nhóm nhạc đến từ Đan Mạch này đã có một buổi biểu diễn tại Trung tâm Triển lãm Giảng võ Hà Nội và chúng tôi đã phải xếp hàng rất dài để có thể mua được vé. Chỉ tiếc là lần đó quá đông và tôi thì không có cơ hội để có thể vào trong đến tận nơi để có thể xem được các chàng trai mà mình hâm mộ biểu diễn, nhưng đó cũng là một kỷ niệm rất là đáng nhớ. Vâng, lại nhắc đó là những chàng trai đến từ Đan Mạch thì tôi rất là ngạc nhiên và nhiều khi là tôi cũng đặt ra một câu hỏi là tại sao mà họ là những chàng trai ca sĩ tới từ châu Âu mà dường như là những cái ca khúc của họ đều được đón nhận mạnh mẽ hơn cả ở những nước châu Á và đặc biệt là có đất nước của chúng ta, đất nước Việt Nam. Vậy thì chúng ta hãy cùng đến với phóng sự ngay sau đây để tìm hiểu là tại sao dù đã hàng chục năm qua nhưng mà Michael Learns to Rock vẫn tiếp tục được giới trẻ Việt yêu thích và đón nhận như vậy. Giai điệu thân thuộc đưa khán giả trở về những năm 90 của thế kỷ trước. Đều là những chàng trai 8X đời đầu, yêu thích đặc biệt nhóm nhạc Michael Learns to Rock. Ben thường có những buổi trình diễn như thế này. Riêng Lân Ốc, trưởng ban nhạc luôn bồi hồi mỗi khi hát lại những giai điệu của nhóm nhạc đình đám một thời. Mình biết đến ban nhạc này từ lúc rất là trẻ, khoảng 15-16 tuổi. Để xong nghe rất dài, mãi đến đến tận bây giờ vẫn nghe và vẫn chơi nhạc của họ. Tôi nghĩ rằng là cái tình cảm thì 8X hay 9X cũng dành cho ban nhạc để cũng như nhau cả thôi, cũng đều rất là nhiệt huyết và chân thành. Thế nhưng về nghe thì có lẽ 8X nghe nhiều hơn. Tuy nói là vậy, song những buổi biểu diễn nhạc của Michael Learns to Rock không chỉ dành cho thế hệ 7X, 8X. Hà Anh năm nay mới 19 tuổi, song em đã yêu thích dòng nhạc này từ khá lâu. Những buổi biểu diễn như thế này là cơ hội cho tất cả gặp gỡ và chìm đắm trong tình yêu âm nhạc. Mình đã nghe Michael Learns to Rock từ rất khi còn rất nhỏ bởi vì anh trai mình cũng là một người rất hâm mộ Michael Learns to Rock và những bản nhạc như là Take Me to Your Heart hoặc là Sleeping Child thì đã trải qua tuổi thơ của mình và mình nghe từ hồi mình còn rất nhỏ đến tận bây giờ. Hàng tuần thì mình thường đến quán cà phê nhạc rock và để nghe những nghe các band của ở đây cover lại những ca khúc của Michael Learns to Rock và mình thật sự cảm thấy rất hào hứng và mình rất yêu thích nhóm nhạc này. Quay trở lại câu chuyện về một nhóm nhạc nam với bốn chàng trai châu Âu làm khuynh đảo nền âm nhạc châu Á. Một nhóm nhạc đời đầu với những chàng ca sĩ đẹp trai lãng tử. Dòng nhạc nhẹ nhàng, ca từ dễ đi vào lòng người. Có lẽ đó là lý do Michael Learns to Rock vẫn được các bạn trẻ yêu mến đến tận ngày nay. Mình thì rất thích ban nhạc và tập theo họ rất nhiều, cũng như là sưu tầm những cái video từ ngày xưa thì tìm bản nhạc hơi khó, mọi người đều phải nghe và chơi lại. Nhưng về sau này thì mới có được những cái tiếp xúc tốt hơn và rất vui khi lần này họ quay lại và chơi ở Việt Nam. Dù không còn là thời đại hoàng kim, tuy nhiên những giai điệu ghi dấu Michael Learns to Rock vẫn sẽ còn sống mãi trong lòng người hâm mộ.